Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24 tháng 11, MU, Juventus, Barcelona đều gặp những đối thủ dễ thở ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021. Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24 tháng 11 và rạng sáng ngày 25 tháng 11, trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra các lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League mùa giải 2020-2021. Ở các lượt trận diễn ra vào đêm nay, nhiều môn lớn của bóng đá châu Âu đều gặp những đối thủ dễ thở. Tại bảng E, hai đội bóng dẫn đầu là Chelsea và Sevilla làm khách chơi anh thủ yếu hơn mình rất nhiều. Nếu như Sevilla đón sức mạnh FC Krasnodar thì Chelsea sẽ đấu với Rennes. Trong khi đó ở bảng F thì Dortmund sẽ có trận đấu với đối thủ cứng đầu mang tên Club Brugge. Mặc dù vậy, đại diện của Đức sẽ có lợi thế sân nhà. Trận đấu còn lại của bảng đấu này là cuộc so tài giữa Lazio với Zenit. Ở bảng G, Barca vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng, sẽ làm khách trước Dynamo Kiev. Trong khi đó, đội nhì bảng Juventus sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Ferencváros. Cũng theo lịch thi đấu đó hôm nay thì MU sẽ được dự đoán có trận đấu dễ thở khi tiếp đón Istanbul trên sân nhà. Trận đấu còn lại của bảng đấu này là cuộc so tài giữa PSG với Leipzig tại sân công viên Các Hoàng tử.